Khi mà em á thì mới lên, mới chuyển anh Tâm lên bệnh viện Chợ Rẫy này, thì nói chung là trong túi em thì nó rất là ít tiền, rồi nhờ những nhà hảo tâm đóng góp cho chồng em cũng nguyện với lòng là nếu mà đóng góp đã đủ cái số tiền, mà cảm thấy mình đã đủ số tiền để cho anh Tâm chữa bệnh, cho anh Tâm khỏi, thì cái khoản số tiền dư đó em sẽ giúp lại cho những người hoàn cảnh khó khăn như em hiện giờ. Chị Bùi Thị Ngọc Tuổi là vợ của người đàn ông ở tỉnh Tây Ninh bị rắn hổ mang chúa cắn và anh đã mang cả con rắn hổ mang chúa to vào bệnh viện. Vụ việc được dư luận vô cùng quan tâm. Ngày 8 tháng 9 năm 2020, chị Tuổi đã thông qua phòng công tác xã hội bệnh viện Chợ Rẫy trao tặng lại 80 triệu đồng do các mạnh thường quân quyên góp giúp đỡ cho bệnh nhân nghèo khác đang điều trị tại khoa bệnh nhiệt đới. Chị Tuổi cho biết chồng chị bị rắn hổ mang chúa cắn và phải điều trị huyết thanh, lọc máu với chi phí rất lớn. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, chưa biết tìm đâu ra tiền để điều trị thì được nhiều mạnh thường quân quan tâm giúp đỡ ủng hộ tiền. Sau khi đóng viện phí, trang trải cho chồng nằm viện và mua sách vở, quần áo cho con đi học, còn lại hơn 100 triệu đồng, chị dự định để dành để tiếp tục trang trải cho chồng nằm viện trong thời gian tới. Tuy nhiên, khi biết hoàn cảnh của một bệnh nhân khác đang điều trị cùng khoa với chồng nhưng không có tiền lọc máu, vợ chồng chị Tuổi quyết định tặng lại 80 triệu đồng cho bệnh nhân này. Thì hoàn cảnh của em đã nghèo thì em cũng đã biết những người nghèo như em. Nên em mới sẻ chia là em rất mừng khi chồng em hiện giờ rất là bình phục và hồi phục. Thông qua bệnh viện và truyền thông, chị Tuổi gửi lời cảm ơn đến các mạnh thường quân đã quyên góp tiền để chị trang trải viện phí cho chồng trong thời gian qua và xin không nhận thêm ủng hộ nữa để nhường lại cho các bệnh nhân nghèo khác đang cần sự hỗ trợ. Trước đó, như truyền hình Báo Thanh Niên đã đưa tin, ngày 19 tháng 8, trong lúc đi làm thì thấy con rắn hổ mang chúa to, nên người đàn ông 38 tuổi ở tỉnh Tây Ninh đã quay lại bắt với mục đích bán lấy tiền đóng học phí cho con. Tuy nhiên, khi đang bắt thì bị rắn cắn vào đùi bên phải, người này đã túm cổ con rắn. Bệnh nhân được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh cùng con rắn hổ mang chúa dài 2,5 mét, nặng 4,6 kg. Sau đó, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh trong tình trạng liệt hoàn toàn các cơ tứ chi, cơ hô hấp, mất phản xạ ánh sáng, đồng tử giãn. Sau nhiều ngày được các bác sĩ tích cực điều trị, bệnh nhân đang hồi phục tốt.